Xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Đường đến Vinh Quang và đây là cuộc thi chung kết của quý thứ hai năm học 2020-2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với những bạn thí sinh vô cùng xuất sắc ở những cuộc thi tháng. Và Phương Tiến chúc cho các bạn chúng ta hôm nay sẽ bình tĩnh, tự tin để có thể giành lấy tấm vé thứ hai bước vào cuộc thi chung kết năm. Và Phương Tiến cũng hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay không chỉ một tấm vé mà là sẽ là hai tấm vé bước vào cuộc thi chung kết năm. Và nhiệm vụ của các bạn để đạt được điều đó là các bạn phải vượt qua điểm số 310 điểm, là điểm số của hạng nhì cao nhất của quý 1 các bạn nhé. Các bạn hãy cố lên. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì Phương Tiến sự trân trọng giới thiệu về phía hội đồng cố vấn và biên soạn đề thi, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Trân trọng giới thiệu các thành viên trong hội đồng soạn thảo đề thi, xin được trân trọng giới thiệu. Về phía quý vị đại biểu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc VMT Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Văn Phấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự diện của ông Trần Văn Tuyên, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Mực Tím tại Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía các thầy cô đại diện cho các trường có thí sinh dự thi trong chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu sự diện của thầy Lê Hữu Phúc, giáo viên bộ môn Toán trường Trung học Phổ thông Mai Thanh Thế, Sóc Trăng. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Ngô Thanh Trúc, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Trần Hoàng Trọng Ân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên trường Trung học Phổ thông chuyên Long An, tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Ngọc Dư, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cùng quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn cổ động viên đã đến đây cổ vũ cho 4 bạn thí sinh. Một tràng pháo tay nhiệt liệt cùng chào đón. Và ban tổ chức chương trình cũng xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Đường đến Vinh Quang. Chân thành cảm ơn VMT Vinaphone Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình Báo Mực Tím thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn các đơn vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị trí thi đấu của 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Đang đứng ở vị trí thi đấu đầu tiên, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Nguyễn Tiến Thịnh đến từ trường Trung học Phổ thông Mai Thanh Thế, tỉnh Sóc Trăng. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ hai, đó chính là bạn thí sinh Nguyễn Khánh Vinh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ ba, chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón bạn thí sinh Phùng Nguyễn Nhật Hoài đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Long An, tỉnh Long An. Và đang đứng ở vị trí thi đấu thứ tư, đó chính là bạn thí sinh Võ Minh Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và Phương Tiến tin chắc chắn rằng cả 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những phần tranh tài vô cùng sôi nổi và vô cùng hấp dẫn. Chúng ta cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thí sinh sẽ bắt đầu phần thi của mình. Đầu tiên đó chính là bạn thí sinh Tiến Thịnh. Xin chào Tiến Thịnh ạ. Chào anh MC, chào quý khán giả và các cổ động viên cùng với ba bạn cùng chơi. Tiến Thịnh nè, hôm nay là một cuộc thi có thể nói là rất là quan trọng bởi vì sẽ xác định được chiếc vé tiếp theo bước vào cuộc thi chung kết năm. Thì mình đã có những chuẩn bị như thế nào ạ? Hiện tại thì đang bước vào kỳ thi ôn Trung học Phổ thông Quốc gia và em coi những gì em chuẩn bị được trong kỳ thi cũng là những gì em chuẩn bị được cho ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, có thể nói là một công đôi việc, vừa chuẩn bị cho cuộc thi Trung học Phổ thông năm 2021 cũng như là vừa có thể chuẩn bị cho cuộc thi Đường đến Vinh Quang rất là quan trọng ngày hôm nay. Và Phương Tiến chúc cho bạn sẽ thành công nhé. Và ngay sau đây sẽ được mời bạn chọn bộ đề dành cho mình ạ. Thí sinh Tiến Thịnh chọn cho mình bộ đề số 3. 60 giây dành cho Tiến Thịnh, bắt đầu. Sóng dọc truyền được trong môi trường nào? Không khí. Không. Sai, rắn lỏng khí mới đủ à. What is the staple food of the Vietnamese? Rice. Đúng. Hộp của tập hợp số hữu tỉ và tập hợp số vô tỉ là tập hợp nào?
Số thực. Đúng. Ai được đánh giá là nhà thơ mới nhất trong những Tố nhà thơ Hữu. Sai, Xuân Diệu. Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam và cũng là cổ bỏ qua. Đàn đá. Loại lũ lớn sẽ rập bất ngờ trên các lũ sông. Lũ quét. Đúng. Sông Vận Động Cao Lãnh thuộc tỉnh nào? Bỏ qua. Đồng Tháp. Tỉnh thành nào là quê hương của đội quân tóc dài? Bỏ qua. Bến Tre. Trong quá trình nguyên phân của tế bào thực vật, kỳ nào xuất hiện vách ngăn cellulose? Kỳ cuối. Đúng. Hộp đen trong máy bay sơn màu gì? Màu đen. Sai, màu da cam. Những kim loại nào sau đây khử được sắt 3 chỉ tạo thành sắt 2? Ag. Phải là Fe và Cu mới đúng mà. Sai. Di tích Sở Giáo dục Nam Bộ và các địa danh tầm Cà Mau. Và bạn Thiên Thịnh của chúng ta cũng đã trải qua tất cả câu hỏi của mình rồi. Và điểm số của bạn đạt được đó chính là 40 điểm. Chúc mừng cho Thiên Thịnh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bạn thí sinh tiếp theo, đó chính là bạn Khánh Vinh. Xin được chào Khánh Vinh. Dạ, em chào anh MC, em chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn ạ. Hôm nay thì Phương Tiến nhận thấy là bạn nhận được rất là nhiều những sự cổ vũ của các cổ động viên của mình. Thì bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến các cổ động viên của mình hay không ạ? Là em cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ em trong suốt cái quá trình em tham gia cuộc thi ạ. Vâng ạ, và Phương Tiến thấy các cổ động viên của bạn có chuẩn bị cho bạn một cái băng rôn, đó chính là Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết thắng. Và Phương Tiến cũng chúc cho bạn sẽ là người chiến thắng chương trình ngày hôm nay nhé. Một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho bạn đây ạ. Và Khánh Vinh ơi, ngay sau đây xin được mời bạn chào mô đề đây ạ. Khánh Vinh chọn cho mình bộ đề số 2. Thời gian dành cho Khánh Vinh bắt đầu. Sống trong các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương chấm 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 gọi là sóng dầu. Phương truyền sóng. Đúng. What country did karaoke originate from? Japan. Đúng. Cho tập hợp A có 6 phần tử, tập hợp B có 8 phần tử, giao có tập hợp A và 6. B. Đúng. Một tiếng đờn là tập thơ tiêu biểu của ai? Nguyễn Du. Sai, Tố Hữu. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đoạt giải thưởng cao quý nào của Liên hoan phim Việt Nam năm 2015? Hoa. Bông sen vàng. Lũ cho mưa rào thường xảy ra ở vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ vào khoảng qua. Lũ tiểu mãn. Sân vận động Rạch Giá thuộc tỉnh nào? Kiên Giang. Đúng. Giữa thế kỷ thứ 19, thực dân nào đã thiết lập sự thống trị ở Indonesia? Anh. Hà Lan mới đúng mà. Bào quan nào có chức năng điều khiển mà hoạt động sống? Nhân tế bào. Đúng. Người châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng Piano F. Chopin là ai? Bỏ qua. Đặng Thái Sơn. Trong hợp chất nguyên tố crom có số oxy hóa thấp nhất cộng là 2. Bao? Sai, cộng 1. Các di tích mà bạn nhìn màn hình thuộc tỉnh Tre. Sai ạ. Và đáp án ở câu cuối cùng phải là Kiên Giang ạ. Và bạn thí sinh Khánh Vinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên rồi. Và điểm số đạt được của Khánh Vinh đó chính là 50 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bạn thí sinh tiếp theo, bạn Nhật Hoài. Chào Nhật Hoài. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là các bạn đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin chào anh MC và ba bạn cùng chơi. Một chàng trai khá là tự tin. Và đến với chương trình ngày hôm nay, ngoài sự tự tin mà bạn đã chuẩn bị hiện có thì bạn đã có chuẩn bị những gì nữa ạ? Dạ thưa anh, là em cũng xem lại những cái trận thi trước để mà tích lũy kiến thức thêm cho bản thân mình, và đồng thời là cũng mang cho mình một cái sự tự tin và nhất định. Và Phương Tiến hy vọng rằng với sự tự tin cũng như là những sự chuẩn bị của bạn thì sẽ giúp cho bạn hoàn thành thật tốt phần thi ngay sau đây bạn nhé. Mời bạn chọn bộ đề đi ạ. Nhật Hoài chọn cho mình bộ đề số 5. 60 giây bắt đầu. Cho đồng cường bước có biên độ chấm chấm chấm. Không đổi mới đúng à? Sai. Who catwalks in an event? Bỏ qua. Mất rồi. Cho P là mệnh đề sai, Q là mệnh đề đúng. Đúng. Khi... đúng. Đại cáo Bình Ngô được viết theo lối văn nào? Bỏ qua. Biệt ngẫu à. Trống Paranưng là... Bana. Dạ. Bana. Sai chăm. Tên gọi dân gian các đợt hạn hán ngày thường xảy ra vào giữa mùa xuân tháng 7 tháng 8 ở đồng bằng sông Cửu Long. Lũ. Hạn Bà Chằng à. Sân vận động Pleiku là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá nào? Pleiku. Sai, của anh Gia Lai. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những... Đông Tây. Sai, toàn cầu hóa. Ở động vật số lần co bóp của tim trong một phút gọi là gì?
Bỏ qua. Nhịp tim ạ. Loài trăng thường ngủ ở đâu? Bỏ qua. Ở trên cây. Các hydrocarbon nào sau đây là alkin thể khí để chuyển thường? Sai, acetylene và propylene mới đúng mà. Và bạn Nhật Hoài của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi rồi và điểm số của bạn đạt được đó chính là 10 điểm. Chúc mừng cho Nhật Hoài nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thí sinh cuối cùng sẽ dự thi vòng đầu tiên ngày hôm nay, đó chính là bạn thí sinh Minh Kha. Xin được chào Minh Kha. Dạ, em chào anh Phương Tiến, chào quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bạn học sinh và ba bạn cùng chơi. Và Minh Kha nè, trường Trung học phổ thông Chợ Gạo thì cũng đã có rất là nhiều lần có nhiều bạn thí sinh giỏi đã vào đến cuộc thi chung kết tháng, cuộc thi chung kết quý, thì điều đó có là một áp lực cho bạn hay không? Dạ, em nghĩ đó là vừa là cũng áp lực cho em. Vừa là một áp lực cũng vừa là động lực cho bạn đúng hay không ạ? Và đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn có đặt mục tiêu gì cho mình hay không ạ? Dạ, đến chương trình hôm nay thì là vui là chính. Vui là chính. Và Phương Tiến cũng hy vọng rằng là bên cạnh sự thi đấu với nhau thì các bạn của chúng ta sẽ là những người bạn tốt sau chương trình, cũng như là sẽ có thật là nhiều niềm vui với chương trình các bạn nhé. Và ngay sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời bạn Minh Kha sẽ lựa chọn có câu hỏi ạ. Minh Kha chọn cho mình bộ đề số 8. Thời gian bắt đầu. Tốc độ truyền sóng V là tốc độ lan truyền chấm 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 trong môi trường. Vận tốc. Dao động mới đúng mà, sai. What makes sea water salty? Salt. Đúng. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Y bằng cos 7X bằng bao nhiêu? Không. Đúng. Hai dòng thơ sau đây là của tác giả nào? Làm trai phải là ở trên đời. Hát Quả Châu. Đúng. Đàn tơ rưng là nhạc cụ được chế tác của người dân tộc dùng miền nào? Miền Trung. Sai, Tây Nguyên. Đợt rét muộn cuối cùng thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch. Đến Đàng Bân. Đúng. Sân vận động Quy Nhơn thuộc tỉnh nào? Bình Định. Đúng. Năm 1922 người Anh Quốc sáng lập và người làm cùng khổ. Đúng. Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã diễn ra nhân tế bào. Cái gì ạ? Nhân tế bào. Sai, tế bào chất. Vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất Nguyễn Hiền. Đúng. Những tính cứng nào của nước cứng khi đun sôi không thể mất đi? Bỏ qua. Toàn phần và vĩnh cửu ạ. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc căn cứ kháng chiến tỉnh ủy Kiến Phong. Đồng Tháp. Ở những giây cuối cùng bạn đưa ra đáp án là Đồng Tháp. Chúc mừng cho bạn ạ. Hoàn thành xong phần thi của mình, điểm số của Minh Kha đó chính là 80 điểm. Chúc mừng cho Minh Kha nhé. Như vậy thì cả bốn bạn thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại điểm số của các bạn đạt được như sau. Thí sinh Tiến Thịnh 40 điểm, Khánh Vinh 50 điểm, Nhật Hoài 10 điểm và Minh Kha 80 điểm. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho cả bốn bạn đây ạ. Vâng ạ, chỉ mới một phần thi thôi mà chúng ta đã chứng kiến được sự tranh tài của các bạn thí sinh rất rất giỏi. Và Phương Tiến tin chắc chắn rằng ở những vòng thi tiếp theo thì các bạn sẽ bứt phá nữa và có nhiều sự tranh tài thật là sôi nổi. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đồng hành với bốn bạn thí sinh bước vào vòng thi thứ hai, vòng thi ra khơi. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho cả bốn bạn thí sinh. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Ở câu hỏi này thì ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Khánh Vinh và Minh Kha có cùng đáp án, đó chính là đáp án D. Riêng bạn Nhật Hoài cho đó là đáp án C. Vâng ạ, với hình mà chúng ta vừa xem ở video clip vừa rồi thì các đường và biểu tượng chỉ xuất hiện hai lần ở vòng tròn bên ngoài mới xuất hiện ở vòng tròn trung tâm. Như vậy thì đáp án thích hợp đó chính là đáp án C. Chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài là thí sinh duy nhất đã ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Còn bây giờ là câu hỏi thứ hai dành cho các bạn.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn. Tiến Thịnh có đáp án là 54231. Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha có cùng đáp án đó chính là 35241. Vâng ạ, và sắp xếp ở câu hỏi này chính xác đó chính là 35241. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha đã ghi được điểm ạ. Đầu tiên đó chính là số 3, đó chính là hệ điều hành Quyền Đô 3.0 thì sẽ vào năm 1990. Số 5 Quyền Đô 95 vào năm 1995. Thứ hai đó chính là Quyền Đô XP vào năm 2001. Thứ tư đó chính là Quyền Đô 7 vào năm 2009. Và thứ nhất đó chính là Quyền Đô 10 vào năm 2015. Và sự sắp xếp chính xác đó chính là 35241. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu hỏi thứ 3, video thứ 3. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Tiến Thịnh có đáp án là 6 và 6, Khánh Vinh 11 và 7, Nhật Hoài 10 và 6 và Minh Kha có đáp án là 12 và 6. Vâng ạ, và với thí nghiệm mà chúng ta vừa xem thì glucose có công thức phân tử là C6H12O6. Khi glucose tác dụng với brom, nước brom đã oxy hóa nhóm CHO trong phân tử glucose tạo thành nhóm COOH và chất hữu cơ tạo thành có công thức phân tử đó chính là C6H12O7. Vậy mỗi chất hữu cơ tạo thành thì sẽ có 12 nguyên tử hydro và 7 nguyên tử oxy. Vâng ạ, rất tiếc cho cả 4 bạn thí sinh nhé. Kết quả của các bạn thì cũng gần đúng rồi đó. Và đáp án chính xác phải là 12 và 7. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của vòng thi ra khơi này, một câu hỏi tiếng Anh. Photo description, listen, watch and choose A, B, C, D, E or F. What is true about water? A. H2O means water consists of hydrogen and nitrogen. B. Fish cannot live in water. C. Water falls down in the form of winds and fire. D. People always like to drink sea water. E. Water covers about 70% of the Earth's surface. F. Most oils are heavier than water. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn thí sinh. Tiến Thịnh có đáp án là B. Ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha có cùng đáp án là E. Vâng ạ, và ở đoạn video tiếng Anh vừa rồi thì nhiệm vụ các bạn là nghe những câu như là A, B, C, D, E và F và xem đâu là đáp án đúng về nước. Với đáp án A, các bạn nghe được H2O nghĩa là nước gồm có hydro và nitơ. Đáp án B,
cá không sống được trong nước. Đáp án C các bạn nghe được là nước rơi xuống dưới dạng gió và lửa. Đáp án D các bạn nghe được, người ta luôn thích uống nước biển. Đáp án E, nước bao phủ khoảng 70% bề mặt trái đất. Và đáp án F, hầu hết dầu đều nặng hơn nước. Vâng ạ, và với những đáp án vừa rồi thì chắc chắn đáp án chính xác đó chính là đáp án E. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha. Như vậy thì bốn bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ hai của mình rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại điểm số của các bạn thí sinh đạt được là như thế nào nhé. Sau hai vòng thi, điểm số của Tiến Thịnh là 40 điểm, Khánh Vinh 110, Nhật Hoài 130 và Minh Kha 120 điểm. Hãy dành một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần cho cả bốn bạn thí sinh ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đồng hành với bốn bạn thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo, vòng thi vượt sóng. Vâng, kính thưa quý vị, theo chia sẻ của nhiều bạn thí sinh thì các bạn rất là hứng thú và ấn tượng với vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng này, bởi vì các bạn sẽ trả lời những câu hỏi từ hàng ngang để chúng ta có thể tìm được những gợi ý và sâu chuỗi những gợi ý đó lại để tìm được đáp án cuối cùng. Và đáp án cuối cùng của vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng của cuộc thi chung kết quý thứ 2 này đó chính là một cụm từ gồm có 6 chữ cái tiếng Việt. Và ngay sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Tiến Thịnh sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang ạ. Em xin chọn câu hỏi số 4 ạ. Câu hỏi từ hàng ngang số 4. Chúng ta sẽ có 3 ô trống với câu hỏi này. Nội dung câu hỏi như sau. Biết trung bình cộng của 3 con đường là 410 km, trong đó có một con đường dài 320 km. Hỏi hai con đường còn lại dài bao nhiêu km? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Chúng ta hãy cùng đến với đáp án của bốn bạn thí sinh nhé. Tiến Thịnh có đáp án là 920, Khánh Vinh, Nhật Hoài 910 và Minh Kha có đáp án là 500. Và đáp án đúng của câu hỏi này đó chính là 910. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Khánh Vinh và Nhật Hoài đã ghi được điểm ạ. Với việc trả lời đúng được câu hỏi này với đáp án là 910 thì chúng ta lật mở được những ký tự đầu tiên. Đó chính là chữ S và chữ G. Và chúng tôi đã nhận thấy hai bạn thí sinh Khánh Vinh và Minh Kha đã nhấn chuông để tìm được đáp án cuối cùng của vòng thi này. Và chúng tôi nhận thấy là bạn Khánh Vinh đã nhấn chuông trước ạ. Chỉ tích tắc có nhau có vài giây thôi ạ. Và bây giờ thì Phương Tiến xin được đến với câu trả lời của Khánh Vinh. Nhưng mà trước khi trả lời thì bạn có chắc chắn với câu trả lời của mình không ạ? Dạ, khoảng 70%. Cũng 70% rồi, nhưng mà nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt của bạn thì Phương Tiến hơi lo lắng, thì không biết là mình có chắc chắn hay không. Rồi, bây giờ trả lời luôn đi ạ. Đáp án là gì ạ? Theo em là Sài Gòn. Sài Gòn. Cũng trùng khớp đó ạ. Trả lời đúng, điểm số cao. Trả lời sai, dừng cuộc chơi của vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng bạn nhé. Các cổ động viên thì cảm thấy như thế nào ạ? Đáp án Sài Gòn ạ. Các bạn cổ động viên cũng chưa chắc chắn lắm với đáp án Sài Gòn của mình. Và bạn phải dừng cuộc chơi vòng thi thứ 3 tại đây ạ. Hẹn gặp lại bạn ở vòng 4 nhé. Đáp án Sài Gòn chưa chính xác. Chúng ta đến với tiếng chuông của bạn thí sinh tiếp theo, bạn Minh Kha ạ. Với đáp án Sài Gòn không chính xác thì mình có đáp án khác hay không ạ? Có. Và mình có chắc chắn hay không? Chưa chắc chắn lắm. Chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà mình đã bấm chuông rồi thì bạn bắt buộc phải trả lời. Đó là luật của chương trình ạ. Xin được mời bạn. Đáp án của em là Sông Đà. Sông Đà. Cũng trùng khớp ký tự đó ạ. Sài Gòn và Sông Đà cũng trùng khớp với chữ S và chữ G. Phương Tiến đã chia buồn cùng với bạn thí sinh Khánh Vinh rồi. Còn bạn Minh Kha của chúng ta với đáp án là Sông Đà thì Phương Tiến cũng sẽ được chia buồn cùng với hai bạn thí sinh còn lại, Tiến Thịnh và Nhật Hoài, bởi vì Sông Đà là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ.
Vâng ạ, kính thưa quý vị, sông Đà còn được gọi là sông Bờ hay là Đà Giang, bắt nguồn từ dãy núi Ngụy Bảo thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, dài 910 km, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Đà với lãnh thổ Việt Nam ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sông Đà có lưu lượng nước lớn, cung cấp 31% lượng nước cho sông Hồng và là một nguồn tài nguyên thủy điện lớn cho ngành công nghiệp điện của Việt Nam. Sông Đà còn là nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca của nhiều văn sĩ. Vâng ạ, và Phương Tiến vừa đọc lên phần giải đáp về con sông Đà, cũng như là có những rất là nhiều những dữ liệu ở những câu hỏi từ hàng ngang mà các bạn phải trả lời được, như ví dụ như là Nguyễn Tuân nè, Thủy Điện nè, Lai Châu nè và 910 là dữ liệu mà các bạn đã tìm được. Và một lần nữa thì Phương Tiến sẽ được chúc mừng cho bạn thí sinh Minh Kha đã trả lời đúng được câu hỏi từ hàng ngang. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho Minh Kha đi ạ. Và vòng thi thứ 3 của chúng ta cũng đã khép lại rất là nhanh chóng với việc là bạn thí sinh Minh Kha đã giải được ô chữ. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhìn lại điểm số của bạn, 4 bạn thí sinh là như thế nào nhé. Sau 3 vòng thi thì điểm số của bạn Tiến Thịnh là 40 điểm, Khánh Vinh 130 điểm, Nhật Hoài 150 điểm và Minh Kha 180 điểm. Và ai sẽ là người giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, giành lấy chiếc vé thứ 2 bước vào cuộc thi chung kết năm? Chúng ta hãy cùng chờ xem phần tranh tài của các bạn thí sinh ở vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Vâng ạ, cuộc thi ngày hôm nay là một cuộc thi vô cùng quan trọng, sẽ xác định được ai là chủ nhân tiếp theo của chiếc vé chung kết năm. Và ở vòng thi Vinh Quang này, hiện tại Phương Tiến nhận thấy là điểm số của 4 bạn thí sinh có thể nói là không chênh nhau là bao nhiêu. Nên các bạn của chúng ta cần phải chú ý những gói câu hỏi mà mình lựa chọn các bạn nhé. Và đừng quên là chúng ta sẽ có ngôi sao hy vọng ở vòng thi này. Nhân đôi số điểm các bạn hãy chú ý để có thể lựa chọn ngôi sao hy vọng. Và nhân đôi điểm số ở những gói câu hỏi mà mình cho, đó là sở trường. Và ngay sau đây thì Phương Tiến sẽ mời bạn thí sinh Tiến Thịnh sẽ lựa chọn gói câu hỏi đầu tiên ạ. Em xin chọn gói 10 câu A. Gói 10 điểm và kho A. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh và công nghệ. Nội dung câu hỏi như sau. Trong điều hòa hoạt động của các mạch máu, nhánh thần kinh giao cảm có tác dụng gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn. Tiến Thịnh có đáp án là giãn mạch, Khánh Vinh nhận và truyền tín hiệu, Nhật Hoài tiếp nhận kích thích và Minh Kha có đáp án là phản xạ. Vâng, kính thưa quý vị, trong điều hòa hoạt động của các mạch máu thì nhánh thần kinh giao cảm có tác dụng đó chính là làm co mạch. Vâng, rất tiếc cho cả 4 bạn thí sinh chúng ta chưa trả lời đúng câu hỏi này. Và sau đây là lượt lựa chọn của bạn Khánh Vinh. Xin mời Khánh Vinh. Em chọn 20 điểm kho A. 20 điểm và kho A. Một câu hỏi toán học. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi nhé. Tìm 4 số nguyên tố liên tiếp mà tổng của 4 số đó là một số lẻ. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và chúng ta hãy cùng nhìn xem đáp án của 4 bạn thí sinh là như thế nào. Với câu hỏi này thì Phương Tiến nhận thấy cả 4 bạn thí sinh đều có cùng đáp án, đó chính là 2, 3, 5, 7. Và một tràng pháo tay để chúc mừng cho cả 4 bạn đây ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Và Phương Tiến nghĩ đây là một câu hỏi có không làm khó các bạn thí sinh của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. 4 chàng trai rất rất giỏi. Và tiếp theo Phương Tiến sẽ được mời bạn Nhật Hoài sẽ lựa chọn có câu hỏi ạ. Dạ, em xin chọn gói 20 điểm kho A. 20 điểm và kho A. Một câu hỏi vật lý. Nơi trong câu hỏi vật lý như sau. Một ô tô đang chạy trên đường thẳng với tốc độ 5 m/s thì tăng tốc.
chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2 m trên giây bình phương, tìm thời gian kể từ khi tăng tốc để ô tô đi được đoạn đường là 36 m. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn. Và đáp án của bốn bạn thí sinh lần này cũng giống nhau, đó chính là 4 giây. Một tràng pháo tay để chúc mừng nữa ạ. Hoàn toàn chính xác ạ. Dường như là cả bốn chàng trai của chúng ta rất là giỏi ở những môn tự nhiên thì phải. Và bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời bạn Minh Kha sẽ lựa chọn gói câu hỏi đi ạ. Em chọn gói 10 điểm khoa. 10 điểm và khoa A. Đây là một câu hỏi hóa học. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi. Loại than nào được dùng làm chất độn cao su sản xuất mực in xì đánh giày? Thời gian bắt đầu. Xin được mời đáp án đến từ các bạn thí sinh ạ. Tiến Thịnh có đáp án là than gỗ, Khánh Vinh than bùn, Nhật Hoài và Minh Kha có cột đáp án đó chính là than cốc. Vâng ạ, và loại than được dùng để làm chất độn cao su sản xuất mực in xe đánh giày đó chính là than muội. Rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh nhé. Và như vậy thì bốn bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong một lượt lựa chọn các câu hỏi rồi. Các bạn vẫn còn một lượt lựa chọn các câu hỏi nữa để xác định xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai thì tôi sẽ được điểm qua điểm số của các bạn nhé. Hiện tại đang dẫn đầu đó chính là bạn Minh Kha với 215 điểm. Tiếp theo đó chính là bạn Nhật Hoài 190 điểm, Khánh Vinh 170 điểm, Tiến Thịnh 75 điểm. Và ở lượt lựa chọn các câu hỏi cuối cùng này thì các bạn chúng ta cũng cần phải lưu ý với những gói câu hỏi thuộc sở trường của mình. Để chúng ta có thể trả lời đúng và ghi được điểm, cũng đừng quên là hiện tại cả bốn bạn chúng ta vẫn chưa sử dụng ngôi sao hy vọng. Các bạn hãy chú ý nhé. Còn bây giờ thì Phương Tiến xin mời Tiến Thịnh sẽ lựa chọn các câu hỏi đi ạ. Em chọn có 10 khoa A nữa. 10 điểm và khoa A. Tiếp tục là một câu hỏi vật lý. Nội dung câu hỏi như sau. Một vật chuyển động có biểu thức vận tốc là V bằng 5 trừ T mét trên giây. Tìm gia tốc của vật. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Một lần nữa, một câu hỏi vật lý, một câu hỏi thuộc lĩnh vực tự nhiên thì Phương Tiến nhận thấy là cả bốn bạn thí sinh đều có cùng đáp án đó chính là trừ 1 mét trên giây bình phương. Không biết lần này là chúng ta có chúc mừng cho các bạn hay không ạ? Một tràng pháo tay tiếp tục quý vị ơi, hoàn toàn chính xác ạ. Và bây giờ Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Khánh Vinh sẽ lựa chọn câu hỏi ạ. Dạ, em xin chọn 30 điểm khoa A. 30 điểm và khoa A. Một câu hỏi toán học và bạn Khánh Vinh của chúng ta đã quyết định chọn ngôi sao hy vọng. Các cổ động viên cổ vũ rất là nhiệt tình và Phương Tiến hy vọng đây sẽ là động lực để bạn trả lời đúng được câu hỏi này để nhân đôi số điểm bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi toán học. Người ta trồng 1.275 cây theo hình tam giác như sau. Hàng thứ nhất thì có 1 cây, hàng thứ hai thì có 2 cây. Và hàng thứ K có K cây, hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Khánh Vinh, Minh Kha có đáp án là 50, Nhật Hoài có đáp án là 65. Vâng ạ, và cách trồng cây theo đề bài lập thành một cấp số cộng có số hàng đầu bằng 1 và công sai là bằng 1. Vì có tất cả là 1.275 cây nên số hàng tìm được đó chính là 50 hàng. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Tiến Thịnh, Khánh Vinh và Minh Kha. Và đặc biệt Phương Tiến xin được chúc mừng cho bạn thí sinh Khánh Vinh lựa chọn ngôi sao Hy vọng đặt rất là đúng lúc, được nhân đôi số điểm bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi của bạn thí sinh Nhật Hoài. Vậy em chọn gói câu hỏi 30 điểm kho A. 30 điểm và kho A. Một câu hỏi vật lý. Và thí sinh Nhật Hoài quyết định chọn ngôi sao Hy vọng. Phương Tiến cũng chúc cho bạn sẽ thành công ở câu hỏi này nhé. Chúng ta cùng đến với nội dung câu hỏi. Một con lắc lò xo có đầu cứng K bằng 200 Newton trên mét, khối lượng M bằng 200 gram, dao động điều hòa với biên độ A bằng 10 cm. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ X bằng 2,5 cm là bao nhiêu? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Tiến Thịnh có đáp án là 306 cm, Khánh Vinh có đáp án là 27,38, Nhật Hoài có đáp án là 3,06 cm trên giây và Minh Kha có đáp án là 306,19 cm trên giây. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là 3,06 m trên giây. Và Phương Tiến xin được chúc mừng cho bạn thí sinh Minh Kha đã đưa ra đáp án đúng, đó chính là 306,19 cm trên giây ạ. Phương Tiến rất tiếc cho các bạn thí sinh còn lại, chúng ta đã gần đúng rồi các bạn ơi, nhưng mà chúng ta chỉ sai cm hoặc là mét thôi. Rất tiếc các bạn cần phải chú ý vấn đề này nhé, chúng ta phải quy đổi ra. Và chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng thuộc về sự lựa chọn của bạn thí sinh Minh Kha. Chọn gói 10 điểm kho A. 10 điểm và kho A. Một câu hỏi toán học. Nội dung câu hỏi như sau. Cho hai đường thẳng cắt nhau, có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng này thành đường thẳng kia? Thời gian bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhìn xem đáp án của bốn bạn thí sinh là như thế nào nhé. Tiến Thịnh có đáp án là 3. Ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha có đáp án là 0. Và ở câu hỏi cuối cùng này, chúc mừng cho ba bạn thí sinh Khánh Vinh, Nhật Hoài và Minh Kha. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì chúng ta cũng đã khép lại chương trình Đường Đến Vinh Quang, cuộc thi chung kết của quý thứ hai năm học 2020-2021, và chúng ta cũng đã tìm được chủ nhân của chiếc vé thứ hai bước vào cuộc thi chung kết năm. Chiếc vé thứ hai gọi tên bạn thí sinh Minh Kha đến từ trường Trung học Thông Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang với 295 điểm. Chúc mừng cho Minh Kha nhé. Về nhì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng cho bạn thí sinh Khánh Vinh đến từ trường Trung học Thông Chuyên Nguyễn Bính Khiêm tỉnh Vĩnh Long với 250 điểm. Và về ba trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là hai bạn thí sinh cũng vô cùng xuất sắc, đó chính là bạn Nhật Hoài đến từ trường Trung học Thông Chuyên Long An và bạn thí sinh Tiến Thịnh đến từ trường Trung học Thông Mai Thanh Thế. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh và đặc biệt chúng ta cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho bạn thí sinh Minh Kha đến từ trường Trung học Thông Chợ Gạo, đó là chủ nhân của chiếc vé thứ hai bước vào cuộc thi chung kết năm. Và ngay sau đây Phương Tiến sẽ được mời cả bốn bạn thí sinh, chúng ta sẽ cùng bước lên phía trên và cùng nhận phần thưởng dành cho mình.
Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc VPT Tiền Giang, sẽ trao thưởng cho 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Ơi hãy tích lũy cùng khám phá chinh phục ước mơ cùng nhau về đến ta luôn mong. Chào một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh và đặc biệt là chúc mừng cho bạn Minh Kha. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Phương Toàn và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Thái. Và trong chương trình ngày hôm nay, đại diện đến từ Báo Mực Tím thành phố Hồ Chí Minh cũng có những phần quà dành cho cả 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Trần Văn Tuyên, trưởng văn phòng đại diện Báo Mực Tím tại đồng bằng sông Cửu Long, sẽ trao những phần quà dành cho 4 bạn. Trân trọng kính mời. Đến vinh quang cho ta luôn hy vọng, mở ra bao kiến thức và lòng khát khao, bao yêu thương dâng trao, cùng nhau chiến thắng đến bên bờ vinh quang. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh à. Trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Tuyên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đường đến Vinh Quang cuộc thi chung kết của quý thứ 2 năm học 2020-2021 đến đây xin phép được khép lại. Và chúng ta đã tìm được chủ nhân tiếp theo bước vào cuộc thi chung kết năm, đó chính là bạn Minh Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.